Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ một phụ huynh lùi xe bán tải trong sân trường khiến một học sinh tử vong tại chỗ, tối 16 tháng 9, Công an huyện Cường Búc, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe LVN, sinh năm 1992, chú xã Ea Sin, huyện Cường Búc. Trước đó, sáng cùng ngày, anh N điều khiển ô tô bán tải biển số 47C 34858 đưa con đến trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Sinh. Do trời mưa, anh N chạy xe vào trong sân trường. Khi lùi xe về, do thiếu quan sát, anh N đã tông trúng 3 em học sinh lớp 2 đang đến lớp. Hậu quả, em HNAM tử vong tại chỗ, hai em còn lại bị thương nhẹ. Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, làm học sinh tử vong trong sân trường, đại diện trường học đã báo cho cơ quan chức năng huyện Crong Búc đến kiểm tra hiện trường, điều tra để làm rõ nguyên nhân. Được biết, vị phụ huynh vừa gây tai nạn mới lấy bằng lái xe được khoảng 3 tháng. Lên tiếng về vụ việc, ông Lưu Đức Dũng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân cho hay, theo quy định ô tô không được đi vào sân trường để đưa đón học sinh. Tuy nhiên, sáng xảy ra sự việc trời mưa nên anh N đã lái ô tô vào trong trường. Thời điểm này, bảo vệ vừa ra khu tập thể phía sau để bơm nước, sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài phút. Theo ông Dũng, đây là vụ việc rất đau lòng, lãnh đạo nhà trường, giáo viên đã đến động viên, chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em học sinh xấu số. Được biết, hoàn cảnh em MM rất khó khăn, các nhà hảo tâm đang kêu gọi để hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em.